Chào các bạn. Như các bạn đã biết thì game chiến thuật Ngoại Long Mobile vừa update phiên bản H5 vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thì ở phiên bản này giao diện có sự thay đổi khác biệt khá nhiều so với phiên bản cũ. Một số bạn có thể gặp khó khăn trong quá trình trải nghiệm game. Nay mình sẽ làm một video hướng dẫn ngắn gọn về phiên bản mới. Hiện tại ở bản này có một số bạn bị khóa thành chính không thể nâng cấp. Thì các bạn khắc phục bằng cách nhấp vào ảnh đại diện, hệ thống, thiết lập khác. Đây là thành chính chưa khóa ha. Khi mình tích vào đây thì thành chính sẽ khóa nè. Đó. Sau đó mình tích vào mở khóa nè. Đó thì khi dừng khóa thì sẽ đợi 72 tiếng đồng hồ sau thì sẽ tự động mở khóa. Rồi. Ngoài ra ở đây còn có một số tính năng như là bỏ qua chiến báo nè, màn hình luôn sáng nè. Ở đây còn có một số mục khác như là thiết lập tiêu phí nè, thiết lập âm thanh, thiết lập tài khoản. Thì ở đây các bạn có thể đổi server nè, đổi tài khoản nè. Thì về các hoạt động hàng tuần thì chủ yếu thì tập trung ở hai mục rực rỡ và hoạt động ha. Ở mục rực rỡ nè. Ở mục rực rỡ. Thì mục rực rỡ thì trong đây thì có tất cả các hoạt động như là thuyền cỏ, tế thiên, chợ vui. Nhưng mà hiện tại thì ban điều hành chỉ đang mở hai hoạt động là khói lửa và vòng quay nè. Quay. Còn ở mục hoạt động thì chúng ta có hoạt động nạp thẻ nè. Ở hoạt động nạp thẻ thì các bạn nạp thẻ mà đạt các mốc này thì sẽ được thêm quà của mốc. Đó. Đây, còn ở mục ngày lễ nè. Ngày lễ thì các bạn làm nhiệm vụ như là sử dụng xưởng nè, tấn công NPC nè thì sẽ được điểm. Đó. Điểm thì mình có thể được một số cái quà nhỏ đó, như là bạc, hồn tướng, quân lệnh về khuyến mại hấp dẫn. Thì các bạn xem các mục đang được giảm giá. Đây giảm giá thì tiêu phí sẽ ít tốn vàng hơn. Về quà siêu cấp. Đây, quà siêu cấp thì khi tiêu phí đủ vàng, tiêu phí đạt mốc nè, thì các bạn sẽ nhận được thêm quà. Thì tất cả các hoạt động này thì các bạn có thể xem ở link trang chủ thì sẽ có đầy đủ hết. Đây mình có thể bật qua link trang chủ cho các bạn xem này. Đây là trang chủ nha. Thì link trang chủ của mình là Ngoạ Long Mobi chấm vng game s chấm com. Thì đây là giao diện của trang chủ ha. Thì về các tính năng thì đầu tiên là thành chính nè, các bạn nhấp vào thành chính thì ở trong đây các bạn có thể chọn thu thuế nè. À, có thuộc địa nè. Đó. Có thể nhận công phẩm nè. Còn có quốc chính nè. Đó. Vào quốc chính ha. Đó, mình xem các mục của quốc chính. Có tước vị nữa nè. Đó, thì mình có thể xem và nhận thưởng tước vị ở đây.
Thì ở bản này ha, thì đấu trường đã được hiển thị ở giao diện thành chính luôn. Đây, đấu trường. Thì ở đấu trường thì đa số các tướng cơ bản thì mình có thể kiếm được ở đây. Đây, nhấp vào mục đổi nè. Đây, số tướng cơ bản đây. Còn dưới đây là các tính năng của đấu trường ha. Tướng nè, thao lược nè, tước vị nè, lưu trận hình nè, đổi và thành tựu đấu trường nè. Đây, để xem chiến báo nè, chiến báo nè, rồi quyết đấu của server nè, đây xem hạng nè. Về thống soái thì các bạn nhấp vào quân sự phủ nè, úp thống soái. Đây, đây là giao diện úp thống soái ha. Đây, ngoài ra thì các bạn nhấp vào mục phái nè. Đây, nhấp vào phái để mình phái làm nhiệm vụ phái úp thống soái đi map ha. Về tử quán thì tử quán cũng đã được được điều chỉnh ra giao diện thành chính nè. Đây là tử quán nè. Đây, các bạn có thể vào đây để tìm thần tiên và tử cho tướng ha. Về chợ nè, các bạn nhấp vào chợ nè. Chọn bảo vật để mua đồ trong shop ha. Thì shop này thì sẽ reset theo thời gian của reset của phó bản luôn. Về cửa hiệu nè. Cửa hiệu các bạn nhấp vào kho nè. Thì sẽ có các thẻ nè, bao gồm kho nè, tài nguyên nè, phái nè. Tướng khí. Vũ khí đặc biệt nè. Còn có mục chiến kỳ nè. Còn ở bản này muốn đúc ha thì các bạn vào cường hóa nè. Đây thì có cường hóa nè, đúc nè. Đây. Truyền. Có rèn nữa nè. Thì rèn này là úp trang bị nè. Và cuối cùng là tinh luyện. Đây, đây là giao diện để tinh luyện trang bị nè. Về hải cảng. Thì hải cảng đã được dời ra đây. Đây, hải cảng đây. Thì chọn ra khơi ha. Thì ở đây các bạn có thể chọn các vật phẩm nè và xem quà nhận được sau khi đi thuyền nè. Ví dụ ha. Mình chọn này đi. Đây, thì sẽ được 880 bạc. Đây.
Đây mình có thể xem trước lợi ích ở đây ha. Các bạn nhấp vào tuyến đường này. Đây, ở tuyến đường này các bạn có thể tăng tốc thuyền hoặc là cướp thuyền này. Đây. Còn ở mục trợ thủ thì đây trợ thủ đã được dời lên cái thành này. Trợ thủ thì hiện tại cấp 130 mở nha. Thì trong đây thì chúng ta có các mục này. Thương nhân, xưởng, phái. Thì các bạn nhấp vào những cái bánh răng này để cài đặt. Để cài đặt trợ thủ. Cài đặt xong thì mình lưu lại. Rồi sau đó là mình chọn tự hoàn thành ha. Thì về mục ngày. Đây mục ngày này. Thì các bạn vào mục ngày này. Thì mục ngày thì có đập bình này. Đập bình ha. Đập bình cao này, đập bình siêu này. Đấy. Đấy. Có lôi đài này. Thám bảo nè, phó bản tinh anh nè, trục lộc nè, ải hổ lao, đánh boss lữ bố nè. Ra còn có thêm tính năng mới là binh thư hạp nè, bạn nhấp vào binh thư hạp nè. Thì các bạn chọn khiêu chiến nè. Nhấp vào binh thư chọn khiêu chiến này thì sẽ có hiện ra cái giao diện khiêu chiến này. Thì binh thư thì có nhiệm vụ ngày và nhiệm vụ tuần. Thì nhiệm vụ ngày thì mỗi ngày các bạn vào đánh ba con quái này nè. Đây. Đó, yêu ma với tượng đá còn đây để đánh thử này. Còn muốn nhận nhiều hơn thì các bạn có thể mở nhân 2 này. Nhân 3, nhân 5 mình có thể dùng vàng để mở nè. Đó. Đây, mình dùng vàng để mở nhân 2 nè. Sau đó bấm công ha. Rồi. Thì sau khi thắng thì mình sẽ được phần thưởng ha. Các bạn bật bảng này ra để coi số lượng còn này. Đó, mà mình nhấp tới để tới những cái con quái mình cần đánh này. Đó. Thì mỗi ngày thì sẽ có 3 con quái. Đó. Còn muốn nhận nhiều hơn thì các bạn có thể dùng vàng. Đó. Mình có thể dùng vàng mở này. Đó. Còn nhiệm vụ tuần thì có tổng cộng là 14 con thủ vệ nha. Đây hàng tuần đây. Đó, 4 thủ vệ thường, 6 thủ vệ trung với 4 thủ vệ cao. Rồi. Thì để xem hướng dẫn về binh thư hạp thì các bạn có thể nhấp vào đây dấu dấu chấm hỏi ngay đây. Đó. Đó, thì mình có thể xem hướng dẫn binh thư hạp ở đây. Đây. Thế thì muốn up binh thư. Để up binh thư thì các bạn vào khoa kỹ nè. Đây. Vào khoa kỹ thì ở đây mình có giao diện up khoa kỹ ha. Binh thư nè, thẻ binh thư. Đó. Thì binh thư thì có 3 loại nè. Đây là Mạnh Đức thư nè. Thanh Nang thư, Võ Hầu kỳ thư. Thì các bạn xem mà chọn cái up cái loại binh thư nào mà mình thấy phù hợp. Thì binh thư sẽ kích hoạt ở lượt 5 trong trận đấu.
Thì ở đây các bạn có thể chọn đổi binh thư. Đây, đổi. Mình có thể đổi binh thư với cái tỷ lệ là 21. Tỷ lệ 21 ha. Thì các bạn cần loại binh thư nào thì mình đổi binh thư đó ha. Rồi, thẻ cuối thì là thẻ quân ấn. Các bạn vào đây là để trang bị ấn và ấp ấn này. Đây, trang bị ấn này. Đó. Trang bị. Rồi, cường hóa ấn này. Đây, còn kênh chat thì ở đây này. Đây, các bạn nhấp vào đây sẽ mở kênh chat lên. Về Dinh Phủ thì Dinh Phủ nằm ở đây. Thì trong Dinh Phủ thì có mã trường này. Đó, các bạn vào đây để luyện mã, để tương tác. Rồi, để tăng cấp mã trường. Có chi kỷ này. Đây, các bạn vào đây để tìm chi kỷ ha. Thư phòng. Thư phòng này chủ yếu để luyện con này. Có nội đường. Đó. Nội đường thì vợ sẽ hiển thị ở đây ha. Còn để chiếm ruộng khoáng thì các bạn vào kênh thế giới này, thế giới này. Chọn tài nguyên này. Mình có thể chuyển qua trang sau này. Còn nhiệm vụ chương. Về nhiệm vụ chương á thì các bạn xem ở đây. Đây là các nhiệm vụ chương ha. Còn hoạt động này. Đó, hoạt động để mình vào mình đổi quà và xem cái hoạt động tuần này là gì nha. Em có thể đọc đây, phó bản rơi Long Ngọc nhân 2. Hoạt động tuần này là sẽ rơi Long Ngọc. Bá nghiệp thì ở đây. Đây. Mình nhấp vào và hoàn thành các nhiệm vụ bá nghiệp. Đánh quân đoàn 10 lần á thì mình sẽ nhận thưởng ở một quân đoàn đây. Còn về năng động ngày thì các bạn nhấp vào chỗ năng động này. Thì trong đây có điểm danh ngày nè, điểm danh. Thì bấm vào các nhiệm vụ nè, nhận nè. Có thể dùng vàng để nhận nhân đôi nha. Nhận nhanh nè. Thì đây đó, các bạn nhấp vào các nhiệm vụ này thì sẽ chuyển đến cái giao diện để làm nè. Ở đây ví dụ như mình chọn cường hóa trang bị 5 lần ha.
Đây. Tới đây mình cường hóa trang bị lên. Rồi, đủ 5 lần. Nhấp vào năng động. Sẽ nhận thưởng. Rồi, video hướng dẫn của mình thì đến đây là kết thúc. Thì nếu các bạn muốn mình hướng dẫn thêm về hoạt động gì thì có thể comment ở phía dưới cho mình biết với, để mình sẽ ra những video hướng dẫn thêm. Xin chào các bạn.